Ok, nay thì mình sẽ chia sẻ tiếp loạt bài về điện nhà dân dụng. Đó, hôm nay là cái bài mình sẽ làm một loạt bài như vậy, những bài căn bản. Thì hôm nay là một bài một cái bảng điện, một công tắc, một ổ cắm đèn. Đó. Thì đây là bảng điện cơ bản. Đây là cái CP tổng, CP tổng và cấp nguồn vào. Thì chúng ta sẽ tiến hành DJ nhé. Tại vì những cái mặt này mình chia sẻ là bây giờ mình sẽ làm mặt điện lại thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành DJ. Mình tạm dừng tí nữa. Rồi, từ nguồn tiến xuống chúng ta sẽ có cái line như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ com những cái dây mát lại, com dây mát của đèn và dây mát ổ cắm lại nhá. Rồi mình sẽ tiến hành com nối một cọng dây từ đi vào một một chấu của ống đèn nào, rồi vào một chấu của ổ cắm này. Rồi sau đó, sau khi đi dây mát xong, mình sẽ bắt đầu đi dây dây nóng. Dây nóng của chúng ta sẽ đi qua cầu chì để bảo vệ, khi có sự cố xảy ra thì cầu chì nó sẽ đứt. Đó, đứt chân dây nóng. Rồi xuống thì mình sẽ tiến hành đi một dây vào cầu chì. Từ cầu chì chúng ta sẽ nối một dây vào một một điểm của công tắc. Công tắc của chúng ta có hai chấu mà, đúng chưa? Rồi từ công tắc chúng ta sẽ com điểm điểm trên của công tắc, chúng ta sẽ com qua ổ cắm luôn để lay nguồn cho ổ cắm. Đó, ổ cắm chúng ta, đó chúng ta sẽ lay nguồn cho ổ cắm. Rồi đầu còn lại của công tắc chúng ta sẽ đi vào cái bóng đèn đó, thì đèn nó sẽ sáng. Đó đó đó, mình sẽ lại lần nữa này. Đó, mình sẽ com vào, mình sẽ com bóng đèn nè, com ổ cắm lại. Sau đó mình sẽ đưa một đầu dây nóng vào cầu chì, đầu còn lại của cầu chì vào cái điểm đầu của công tắc, và điểm đầu của công tắc mình sẽ com qua ổ cắm. Đó, rồi điểm cuối của công tắc mình sẽ đi vào điểm của bóng đèn. Đó, ok. Đấy, cái mặt của mình, cái trên thực tế, trên mô phỏng, trên mình sẽ mô phỏng trên CAD Simulator như vậy. Mình có cái nguồn 2.2. Đây, đây là cái CV. CV này thì nó sẽ tương đương với cái đây, cái CV này, CV của nguồn chính này. Đó, giống như những cái mặt trước thôi, cầu chì ở đây, công tắc, ổ cắm. Ổ cắm thì mình sử dụng cái đèn cho miêu tả cho cái ổ cắm. Tại vì ổ cắm của chúng ta lúc nào nó cũng có điện hết. Đó, nó chờ đợi đây mà, thì lúc nào nó cũng có điện. Rồi, cái đèn này là đèn để điều khiển. Rồi, sẽ tiến hành cái mặt nè. Đó, đấu CV và pha lên. Thì ở đây lúc nào cái bóng đèn, cái ổ cắm của chúng ta cũng có thường điện thường trực ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ ghim nguồn vào đây là chúng ta xài được. Rồi, mình sẽ bật đèn đó. Tắt đèn, bật đèn. Đó. Thì đây nè, điện 2.2 đi qua cái CV. Đây dây nóng đây, dây nóng đi qua cầu chì bảo vệ khi có sự cố xảy ra. Nó qua qua dòng, qua tải chạm mạch gì đó, thì dòng tăng á thì vượt quá cái ngưỡng của cái cầu chì này thì cái dây chì này sẽ đứt ra. Đó, để bảo vệ cái mặt của chúng ta, nó bảo vệ mặt cho chúng ta. Đó. Rồi công tắc thì công tắc nó sẽ đi vào nguồn dây nóng để làm gì? Để khi chúng ta tắt bật đó, khi chúng ta tắt ở đây thì nguồn ở đây chúng ta sẽ mất dây, ở đây chúng ta chỉ có dây mát thôi, còn dây lửa ở đây chúng ta sẽ mất. Đó, đó. Rồi CB nguồn chính để tắt, khi chúng ta hư hỏng ở đây thì chúng ta tắt cái CB đây, chúng ta sửa chữa ở đây. Đó, rồi thì anh em vào trang cái mặt này mình sẽ gửi ở dưới, cái mặt hình ảnh này mình sẽ lưu lại và mình sẽ gửi ở dưới, thì anh em sẽ lấy cái mặt này về nhé. Rồi chào anh em nhé, chúng ta sẽ tiếp. Đây là bài này, bên sale sale cái này lại, sale cái này lại, sale cái này lại gửi. Và sau thì chúng ta sẽ là bài hai công tắc ổ cắm này. Thì cái bài số sau là chúng ta sẽ hai công tắc và hai bóng đèn nhé. Rồi. Rồi.